thang với các nền giáo dục tốt nhất trên thế giới. Các trường đại học của Canada được quốc tế công nhận về chất lượng đào tạo và nghiên cứu. Quan trọng hơn là tiêu chuẩn giáo dục chất lượng cao được áp dụng thống nhất trên toàn lãnh thổ Canada, cho dù trường nằm ở nơi nào và có quy mô ra sao. Hơn nữa thì học phí tại Canada thuộc loại thấp nhất trong số các nước nói tiếng Anh. Và hôm nay thì Tâm Đại Dương xin giới thiệu với các bạn một ngôi trường cao đẳng New Caledonia tại Canada. Thì trường cao đẳng New Caledonia thành lập vào năm 1969, là một trong 22 trường công lập của tỉnh British Columbia. Trường có 80 chương trình 2 năm đầu đại học chuyển tiếp và hơn 40 chương trình cao đẳng và bằng cấp khác nhau của nhiều trường ngành, với các chương trình và các khóa học được công nhận bởi nhiều trường đại học cao đẳng. Mỗi lớp học của trường thì với số lượng sinh viên nhỏ đảm bảo chất lượng. Trường có sự chuyển đổi sinh viên giữa nhiều trường đại học Canada như là Thompson River University, Simon Fraser University và University of Victoria. Thì trường có những chương trình đào tạo như sau. Bạn có thể lựa chọn cho mình nhiều chương trình học với các ngành học khác nhau. Bạn có thể học tiếng Anh, A-level, dự bị đại học, dự bị thạc sĩ, các chương trình cấp bằng cao đẳng quốc gia và cử nhân danh dự, cũng như có thể chọn cho mình chuyên ngành phù hợp như là nghệ thuật, thiết kế, kiến trúc nội thất, thiết kế đồ họa, thiết kế quảng cáo, âm nhạc, điện ảnh, thẩm mỹ, thể thao, du lịch khách sạn, hàng không, sân bay, kinh doanh, công nghệ thông tin, kế toán thị trường, sức khỏe và y tế cộng đồng. Trường cung cấp cho các bạn nhiều chương trình học phong phú được giảng dạy bằng tiếng Anh như là học tiếng Anh, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, v.v. Và học phí và yêu cầu tuyển sinh của trường là như sau. Học phí là từ 10.000 đô Canada trở lên tùy ngành, mỗi năm thì có thể thay đổi. Thì yêu cầu tuyển sinh là chương trình học tiếng Anh là đủ 18 tuổi, tốt nghiệp phổ thông trung học, đạt điểm TOEFL trung bình là 550 hoặc là IELTS 6.5. Và mọi thông tin cũng như là chi tiết thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với công ty tư vấn du học du lịch Tâm Đại Dương, chỉ có một địa chỉ duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Bình quận nhất, hoặc là gọi theo số